Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm khi tiết lộ đã tăng hơn 10kg so với lúc đăng quang. Điều này khiến người đẹp vô cùng áp lực, tin cũ chưa hết nóng thì mới đây. Trên trang cá nhân của mình, Mai Phương Thúy dường như đã tự tin và thoải mái trở lại khi khoe ảnh diện áo ngủ hững hờ, úp mở vòng một khiến cư dân mạng bỏng mắt. Vừa đăng ảnh khoe vòng một hờ hững, hoa hậu còn hào hứng mượn lời bài hát Mượn Rượu Tỏ Tình để thả thính khiến cho fan cho rằng mới sáng sớm mà cô đã khiến họ say ngất. Vừa tài năng, giàu có, xinh đẹp và thông minh, Mai Phương Thúy trở thành hình mẫu lý tưởng để nhiều người phấn đấu. Lấp ló bên trong chiếc váy ngủ là vòng một gần chạm ngưỡng 100cm, khiến ai nhìn cũng vô cùng bối rối. Ở một góc chụp khác làm toát lên khuôn mặt thanh tú cùng vòng một hững hờ của người đẹp. Sau hơn 10 năm đăng quang, nhan sắc của hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen ngợi. Dù thế nào đi nữa thì sau 10 năm đăng quang, nhan sắc của hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen ngợi. Quả là vừa mới hot với màn thả thính cùng nam diễn viên Quốc Trường thì lại tung ảnh bỏng mắt. Cộng đồng fan đang mong đợi một mối tình dành cho cô nàng ngây ngô Mai Phương Thúy sẽ chính thức lộ diện trong tương lai.